em ăn cơm xong em mở một nước nóng tắm cho nó đã, chà thấy sang thả cái đó cũng được sao anh ơi tại vì để nhé cũng là hơn hai nhà vậy nhé anh chút hai nhà đi còn lại nhé ê sao mắc quá vậy đừng có buồn mua hai ba tiền mà anh hạt đừng có buồn nếu như cần dừng thì mua không có một giờ nếu như mua gì để chơi thì khỏi mua chỗ đi chị và chắc chắn là cần dừng rồi nè.